Cần Thơ xung công quỹ 20 viên kim cương của tiệm vàng Thảo Lực. 20 viên kim cương, 19.910 viên đá nhân tạo trị giá gần 550 triệu đồng của tiệm vàng Thảo Lực bị tịch thu được chuyển sang kho bạc xung công quỹ. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chánh bị tịch thu. Theo quyết định này, tang vật vi phạm hành chánh bị tịch thu gồm 20 viên kim cương, 19.910 viên đá nhân tạo trị giá 548 triệu đồng, 100 USD và 2.260.000 đồng tiền Việt Nam được chuyển vào kho bạc nhà nước Cần Thơ. Đây là tang vật trong vụ anh Thợ Điện bị phạt 90 triệu đồng khi đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực, quận Ninh Kiều. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thành lập Hội đồng định giá tài sản tịch thu xung quỹ nhà nước. Trao đổi với phóng viên, chủ tiệm vàng Thảo Lực cho biết ông đang cân nhắc việc khởi kiện hành chánh quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Chúng tôi đang tìm hiểu việc nhà bị khám xét hai lần, thời gian tạm giữ hàng hóa của chúng tôi kéo dài như vậy có đúng hay không, chủ tiệm vàng nói thêm. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chánh đối với anh Nguyễn Cà Rê, 38 tuổi, là Thợ Điện, ngụ ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, số tiền 90 triệu đồng vì vi phạm việc mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được thu đổi ngoại tệ. Anh Rê bị tịch thu gần 2,3 triệu đồng, số tiền đã đổi được từ tờ 100 USD. Tiệm vàng Thảo Lực bị xử phạt 180 triệu đồng với hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. Ngoài ra, tiệm vàng này cũng bị xử phạt 70 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, 15 triệu đồng với hành vi sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định và 30 triệu đồng đối với hành vi sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Tổng số tiền cơ sở này bị xử phạt là 295 triệu đồng, hành vi bổ sung là tịch thu 20 viên kim cương, 19.910 viên đá nhân tạo và 100 USD. Theo quyết định xử phạt hành chánh của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá nhân tạo trị giá 548 triệu nằm trong hành vi vi phạm là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và bị phạt số tiền 70 triệu đồng nêu trên. Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng đúng luật nhưng bất hợp lý. Chuyện anh Thợ Điện Nguyễn Cà Rê ở Cần Thơ bị xử phạt 90 triệu đồng khi đổi 100 USD tại cửa hàng đăng nóng trên báo chí và mạng xã hội. Quyết định xử phạt do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ ký nêu rõ lý do anh Nguyễn Cà Rê bị phạt tiền là do đã có hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. Một luật sư cho rằng việc xử phạt hành chánh về giao dịch ngoại hối này tuy đúng về căn cứ pháp lý nhưng lại cho thấy sự hài hước về cách áp dụng luật tại Việt Nam. Phạt là đúng hay sai? Nếu chiếu theo Nghị định số 96/2014/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, thì việc xử phạt anh Cà Rê là đúng theo quy định. Nhưng điều khiến nhiều người sốc có lẽ là từ trước đến nay chưa có trường hợp cá nhân nào đi mua bán ngoại tệ tại tiệm vàng mà bị phạt nặng đến thế. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, một cán bộ ngân hàng cho biết từ trước đến nay các đoàn kiểm tra liên ngành đa số chỉ xử phạt vi phạm hành chánh đối với cơ sở tổ chức thu mua ngoại tệ chưa có giấy phép, hiếm khi có quyết định xử phạt người đi mua bán ngoại tệ. Theo luật, người dân có quyền mang cất giữ USD trong nhà hay gửi ngân hàng. Tuy nhiên, người dân chỉ được phép mua bán tại các tổ chức được ngân hàng nhà nước cấp phép giao dịch ngoại tệ, cán bộ ngân hàng cho biết. Vấn đề ở chỗ là không phải người dân nào cũng biết quy định chỉ được phép mua bán ngoại tệ tại các tổ chức được ngân hàng nhà nước cấp phép. Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Quốc Trung, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, luật sư Trương Thanh Đức, chủ tịch công ty luật Basico cho biết, mức độ xử phạt 90 triệu đồng cho hành vi đổi tiền 100 USD là quá nặng, bất hợp lý và bất công. Điều bất công ở chỗ, khung xử phạt không tính theo giá trị, số lượng, tính chất, mức độ vi phạm và số lần tái phạm. Thực tế hiện nay có hàng triệu vi phạm, các giao dịch mua đổi ngoại tệ lên tới hàng triệu USD vẫn diễn ra mà các cơ quan chức năng không quản lý chặt chẽ.
Theo luật sư Trương Thanh Đức, nếu người dân đổi 1 USD hay hàng triệu USD vẫn áp dụng chung khung xử phạt từ 80 đến 100 triệu đồng là điều bất hợp lý. Đối với cá nhân, việc đổi 1 đến 100 USD xét về tính chất không nghiêm trọng bằng các hành vi khác như gây tai nạn giao thông, an toàn thực phẩm. Đồng quan điểm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Quốc Trung cho biết, tôi cho rằng mức phạt 90 triệu đồng là không tương xứng, việc phạt phải tính theo giá trị vi phạm. Đúng là quy định phạt đã có, nhưng quy định không đến tay người dân. Nếu lôi luật ra áp dụng thì người dân phải chịu, nhưng sẽ có phản ứng. Theo tôi, trong trường hợp này chỉ nên phạt hành chánh với người dân đi đổi tiền và nếu có phạt tiền chỉ ở mức thấp. Sai phạm chủ yếu thuộc về đơn vị thực hiện kinh doanh thu đổi. Trước khi doanh nghiệp hoạt động thì cần phải biết điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực của mình là gì. Luật sư Trương Thanh Đức kiến nghị cần thay đổi quy định có mức độ phạt từ vài triệu đồng đến trăm triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm, số lượng vi phạm, số lần tái phạm, tịch thu tang vật tại hiện trường nếu tái phạm nhiều lần sẽ có hình thức phạt cao hơn. Luật sư Trần Minh Hải, giám đốc công ty luật Basico cho rằng việc xử phạt hành chánh về giao dịch ngoại hối này tuy đúng về căn cứ pháp lý nhưng lại cho thấy sự hài hước về cách áp dụng luật tại Việt Nam. Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, số kim cương tịch thu tại tiệm vàng được xử lý như thế nào? Ngày 12 tháng 10, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật trong vụ anh Thợ Điện bị phạt 90 triệu đồng khi đổi 100 USD sang tiền Việt ở tiệm vàng. Theo đó, số tiền 2 triệu 260 ngàn đồng tịch thu từ anh Nguyễn Cà Rê sẽ được chuyển vào kho bạc nhà nước Cần Thơ. Số tiền 100 USD tịch thu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Thảo Lực, tiệm vàng Thảo Lực, quận Ninh Kiều sẽ được nộp vào tài khoản ngoại tệ của kho bạc nhà nước Cần Thơ. Quyết định ghi rõ số thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ được ghi thu quỹ ngoại tệ của ngân sách nhà nước theo nguyên tệ, đồng thời quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ để hạch toán thu ngân sách nhà nước theo chế độ quy định. Cũng theo quyết định này, tổng cộng 20 viên kim cương và 19.910 viên hột đá nhân tạo trị giá hơn 548 triệu đồng mà cơ quan công an tịch thu tại tiệm vàng Thảo Lực sẽ chuyển vào kho bạc nhà nước Cần Thơ. Kho bạc nhà nước Cần Thơ có trách nhiệm quản lý và xử lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao cho công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thành lập Hội đồng định giá tài sản tịch thu xung quỹ nhà nước, phê duyệt giá trị tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, đồng thời chuyển giao tài sản và hồ sơ có liên quan cho kho bạc nhà nước Cần Thơ theo đúng quy định. Trước đó, vào lúc 11h15 ngày 30 tháng 1, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Thảo Lực, tiệm vàng Thảo Lực Ninh Kiều đang thu mua 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê Thờ Điện, ngụ ở quận Ninh Kiều với giá 2 triệu 260 ngàn đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 4 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt anh Rê số tiền 90 triệu đồng về hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ và tịch thu tang vật là số tiền 2 triệu 260 ngàn đồng. Tiệm vàng Thảo Lực bị xử phạt 295 triệu đồng do vi phạm các hành vi như mua bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn, áp dụng theo quy định, sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Đồng thời, tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo. Trước nhiều phản ứng của dư luận, ngày 24 tháng 10, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo và thông tin chính thức về vụ việc. Lý giải về thời điểm bắt quả tang là ngày 30 tháng 1 năm 2018, nhưng thời điểm lập biên bản xử phạt hành chánh là ngày 13 tháng 8 năm 2018, thời gian quyết định xử phạt là ngày 4 tháng 9 năm 2018, Thượng tá Trần Văn Dương, trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Cần Thơ khẳng định, các cơ quan chức năng đã thẩm định lại toàn bộ hồ sơ, cơ quan tham mưu khẳng định trình tự, thủ tục, thẩm quyền là đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Thượng tá Dương cũng khẳng định công an không chim mồi để bắt quả tang doanh nghiệp. Về việc nhiều người cho rằng xử phạt anh Nguyễn Cà Rê số tiền 90 triệu đồng là quá nặng,
đại diện Công an thành phố Cần Thơ khẳng định đã áp dụng đúng quy định của pháp luật, anh Nguyễn Cà Rê có hoàn cảnh khó khăn thì làm đơn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Theo Công an thành phố Cần Thơ, căn cứ vào luật xử lý vi phạm hành chính, tổ chức và cá nhân vi phạm có thể thực hiện các yêu cầu để giảm nhẹ việc nộp phạt như đề nghị tiền nộp phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 hoặc đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 hay đề nghị giảm miễn tiền phạt theo quy định tại Điều 77. Thượng tá Trần Văn Dương, trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Cần Thơ cho biết, qua sự việc này, phía Công an thành phố Cần Thơ sẽ kiến nghị cấp trên xem xét về việc xử phạt người đi đổi ngoại tệ tại cơ sở không được phép mua bán ngoại tệ. Cơ quan Công an thành phố Cần Thơ cũng là cơ quan chấp hành pháp luật. Qua sự việc này, chúng tôi sẽ báo cáo về Bộ Công an để có những kiến nghị bổ sung cho phù hợp đối với hành vi đem bán ngoại tệ ở những cơ sở không được phép mua. Công an thành phố Cần Thơ sẽ kết hợp với Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông báo các điểm thu đổi ngoại tệ để người dân biết tránh những vi phạm đáng tiếc xảy ra, Thượng tá Dương nói.